Đà Nẵng có tiềm năng tự nhiên như diện tích lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, nhiều nguồn thủy sản, nhiều bãi biển đẹp, có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược rất quan trọng. Thành phố này có núi rừng, trung du, đồng bằng, biển và đảo. Theo đó, các nét văn hóa hình thành tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Đà Nẵng. Sơn Trà, một vùng đất giáp biển Đông ở phía Đông và sông Hàn ở phía Tây, đã góp phần quan trọng vào những tiềm năng và sự hấp dẫn đó. Vài 30 năm trước, những khu vực phía trước mặt các ngư dân đang nói chuyện là một cánh đồng và bãi bồi nối biển và sông. Tại đó, ngày trước, nhiều diện tích còn hoang vu. Một phần diện tích thì người dân Sơn Trà đã sản xuất nông nghiệp kết hợp với nghề nghiệp chính của mình là ngư nghiệp. Còn gia đình thì mưu sinh trên sông Hàn, có gia đình thì đánh bắt cá từ biển ngang. Ông bà mình mới đến á, là đến là cái vùng này á, là ở tới cái chỗ đó là gọi như là hồi trước là chú Hai ông có nói là đó là cái vùng đó là cái chỗ là gọi là cầu trắng mấy à, vào đó thì tức là họ mới nhắm vào cái địa thế đó là nó có ba cái địa thế chính xác là cái địa thế tức là lên sân để khai thác những cái danh mục để về củi than đồ này cái nọ rồi ở dưới á, đồng bằng á, tức là điền thổ mới khai phá ra là coi như trồng lúa trồng khoai trồng dưa trồng đồ đủ thứ dưới này á, là tập trung về có một số là biển trong đó một cái gia đình có thể là chia ra làm ba một người là lấy núi một người xuống làm biển một người là làm nông nghiệp. Không gian chung quanh ngôi đình này vài mươi năm trước cũng là đất trồng trọt. Theo các cụ cao niên tại Sơn Trà, trong thời gian đầu khai canh, khai cư, người dân Sơn Trà vừa sản xuất nông nghiệp, vừa đốn củi, lại vừa làm nghề đánh cá tại con sông Hàn và tại biển trước biển sau, tức biển phía đường Hoàng Sa và Vịnh Đà Nẵng hiện nay. Đây cũng là một trong những khu vực mà vài mươi năm trước khi chúng tôi thực hiện bộ phim này là một làng biển với những ngôi nhà thấp nhỏ, san sát nhau để cùng chống chọi với gió bão. Thời gian đó, Sơn Trà phần lớn là những làng biển. Trước này bà con họ làm nhà xích nhau là ở cái chỗ là để cho coi như là vừa là chống bão lụt là dễ coi như là qua lại để mà coi như chàng chống với nhau. Cái thứ hai là coi như là phát triển kinh tế thì coi như là họ đi biển hay là đi làm ruộng cũng rất tức là họ kêu nhau để đi. Trước năm 75 thì dân làm biển thì cũng nhờ tranh mới ló cũng thưa thớt lắm. Sau cái ngày giải phóng đây rồi là bờ con quý làm ăn phát triển. Giữa phố xá sầm uất hôm nay, nhiều nét duyên xưa tại vùng đất Sơn Trà vẫn được lưu giữ và tiến diễn. Nơi đây trước kia gọi là chợ cát. Hơn 200 năm trước, tại đây, các ghe thuyền chèo tay neo đậu bán cá cho cư dân địa phương. Sau năm 1975, chợ được xây dựng thông thoáng, trở thành bến đỗ cho các tàu thuyền sau những chuyến đánh bắt hải sản từ biển khơi trở về. Và hiện nay, khu vực này đã trở thành một cảng cá lớn của cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Việt Nam. Bên cạnh sự nhộn nhịp, dung dị của một ngôi chợ làng biển tiến diễn trong khu vực cảng cá từ nửa đêm cho đến khi trời sáng,
thì sự sầm uất của một cảng cá mang tầm khu vực miền Trung Tây Nguyên Việt Nam như thế này, hoạt động từ lúc chiều xuống cho đến khi nắng mai rọi khắp phố phường. Tại vùng đất nối biển và sông, nhiều ngôi chợ làng miền biển hình thành từ rất lâu đời, đến nay vẫn đang tiếp nối phát triển. Đến những ngôi chợ này, nhiều người như được trở về với những miền ký ức của đời người. Chợ Mai là một trong những ngôi chợ như thế. Đấy là bạn trong mối là loài này chứ không còn là khách đông mới đó. Ngày xưa là cái chợ chiều là đông vào buổi chiều, mà chợ Mai thì đông vào buổi sáng. Cho nên người dân địa phương ở đây người ta quen với cách gọi của từ của cái chợ rồi. Nếu nói ở Sơn Trà mà nhắc đến hai cái chợ chiều và chợ Mai thì dường như ai cũng biết hết. Về quê hết xuống ở lại như này bón xong rồi mới về, vợ ở trên quê, ở trên lòng Trung Quốc á. Tại chợ chiều Sơn Trà, ngay giữa lòng phố thị, người đi chợ có thể dễ dàng mua được những loại thực phẩm dân dã truyền thống. Tại ngôi chợ này, người đi chợ cũng có thể mua được những đồ dùng làm từ chất liệu thô mộc, những đồ dùng giản đơn nhưng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thuận lợi là người ta đi làm công nhân, họ làm 4-5 giờ chiều họ về là tiện lợi chắc, họ mua được đồ tươi, chính vì vậy mà nó đọc. Và tôm cá rất tươi tại đây. Từ một làng biển, qua nhiều giai đoạn phát triển, Sơn Trà trở thành một quận sầm uất văn minh hiện đại. Một quận có địa hình khá đặc biệt, nối biển Đông và con sông Hàn của thành phố biển Đà Nẵng lại có biển trước biển sau. Hiện nay, nhiều người dân bản địa Sơn Trà vẫn theo nghiệp biển. Sau những chuyến đi khơi trở về, nơi neo đậu tàu thuyền và nơi tu sửa ngư lưới cũ được sắp xếp, bố trí quy củ theo quy định chung. Nơi cư ngụ của họ được bố trí riêng. Đây là một trong những khu dân cư như thế. Ở chung cư thì cũng sướng hơn hồi xưa trước ở đây, ở ngoài kia thì nói chung mình ở ngoài kia thì lo bổ gió đi khót đồ tóc tông tóc đồ tóc mới đồ chứ gì, đây thì vô chung cư thì ở thì thoải mái rồi, nói chung không có bổ, không sợ gì bổ gió. Người lưới cụ thì vừa rồi thì nhà nước cũng sai cho một cái ốt để người lưới cụ. Tại đây, những gia đình ngư dân được sống sinh hoạt trong không gian rộng rãi sạch đẹp, trong những ngôi nhà kiên cố tiện lợi. Họ không còn sinh hoạt trong những xóm nhà chật hẹp mà đã cư trú trong những khu dân cư nề nếp, tươm tất. Họ không còn lo toan, thấp thỏm khi mỗi mùa mưa bão đến. Trước đây thì cũng bắt vỡ hơn trừ thì cũng thơ thái hơn trước. Lồ men cũng nói chung là cũng đột trừ nó là cố định hơn, là sạch sẽ, bộ an toàn hơn. Cùng với nghề đánh bắt cá, một số nghề nghiệp truyền thống mang đậm nét ẩm thực làng biển như nghề làm mắm ruốc, nghề làm cá khô, mực khô vẫn được lưu giữ và tiếp nối trở thành sinh kế hiện nay của nhiều người dân Sơn Trà.
Ở đây là xưa trừ đến nay là cái nghề là mực có, hơn nữa là đủ cát luôn, nhưng mà đi theo mùa ghe đi vô là có nhiều là làm nhiều mà cái là làm ít. Cái này là cái nghề truyền thống là hồi xưa trừ là. Ngoài những nghề tạo nên nét ẩm thực làng biển của mình, người dân quận Sơn Trà vẫn duy trì những nghề nghiệp truyền thống lâu đời phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và mưu sinh trên sông, trên biển. Đây là một nghề mà sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt từ thuở Sơn Trà. Nhà không cài cửa khi đêm về, ngõ xóm vắng những tiếng xe của một làng biển. Nghề nghiệp này đã khai sinh cái tên xóm Quạt. Xóm Quạt nay thuộc phường An Hải Đông. Và đây nữa, một nghề truyền thống của làng biển Sơn Trà trước kia tồn tại mãi đến ngày nay, nghề đan thúng rái đi biển, hiện nay gọi là đan thúng con. Bởi vì những chiếc thúng này sẽ theo những tàu thuyền lớn, tàu mẹ, thuyền mẹ ra khơi đánh bắt hải sản. Thì hồi ông già tôi làm rồi xa này là ông truyền lại cho con, cho cháu đấy. Bây giờ vì cái nghề truyền thống để lại cho bao nhiêu năm để tập truyền lại con cái nó làm, mà bây giờ mình bỏ mình ra đi thì thấy cũng ủng cái đó. Những chiếc thúng con từ những chất liệu thô mộc, tre Việt Nam cũng có lúc về nơi đất Âu, đất Mỹ. Người ngoài thỉnh thoảng họ không biết mình, cái nghề mình là họ lên mọn, họ biết mình là có cái ái rồi thỉnh thoảng họ cũng đạt, họ gái ở đây họ cũng đạt, họ chuyển đi qua bên Mỹ, Úc hay là Canada đồ, Nhật Bản là Tây Ban Nha đồ, họ cũng gái và họ cũng đạt đâu ba cái gì đó, thoảng đâu ba cái gì đó rồi họ cũng mình có cái thương hiệu rồi đó. Bữa nay cũng thỉnh thoảng sắp sửa cũng xuất đi Canada mấy cái, Mỹ vừa rồi giờ xuất đi năm sáu cái, họ là chơi thôi, thích họ là quý như là trưng bày, nói dụ họ làm đó là trưng bày thôi, chứ họ cũng mấy cũng như là Mỹ đó, họ làm là họ thích để đi, họ đem về bị nở rồi họ làm để họ bơi, họ đi câu đi đồ chơi đó. Tiếp nối việc sửa chữa đóng tàu thô sơ ngày trước, hôm nay Sơn Trà đã có một hợp tác xã trục vớt đóng sửa tàu thuyền đồ sộ hiện đại. Nếu trước kia người Sơn Trà chỉ đóng và sửa chữa những con tàu nhỏ, giản đơn theo lối truyền thống để đánh bắt cá trong lòng, thì nay quận Sơn Trà có thể đóng mới những con tàu có công suất lớn vươn tận khơi xa, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa khai thác thủy sản, làm chủ ngư trường của Tổ quốc. Quận Sơn Trà thì trước đây là có một vùng ven đô. Thì từ khi mà thành phố tập trung phát triển phía đông quận Sơn Trà thì vùng đất này có rất nhiều sự thay đổi, mà mình có thể nói rằng đó là một sự thay đổi gia đổi thịt đáng kể. Và ngư dân vùng biển cũng theo đó thì cuộc sống có những cái thay đổi tốt hơn và đời người sống người dân trở nên ổn định, nhà cửa khang trang, phố xá sạch sẽ hơn. Có nhiều cơ hội để có thể là sản xuất và khai thác tốt cái nghề của mình hơn. Xu hướng phát triển nghề biển của quận Sơn Trà thì phải khẳng định rằng là tập trung phát triển tàu công suất lớn để phương khơi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục để duy trì những cái nghề truyền thống để có thể là phục vụ phát triển cho kinh tế và đặc biệt là phục vụ để phát triển về du lịch. Thế thì ở hiện nay ở quận Sơn Trà cũng còn rất là nhiều các hoạt động mà văn hóa biển mà hiện nay cần phải được bảo tồn, và quận cũng đã có cái đề án bảo tồn văn hóa làng biển để tập trung xây dựng văn minh cho các làng biển. Thì trong những năm qua thành phố cũng như quận đã đầu tư rất là nhiều từ cái hạ tầng cơ sở, nào là đường phố, rồi nhà trẻ, rồi trường học, bệnh viện, các trạm xá đều được nâng cấp để phục vụ cho bà con. Thì qua đó thì giúp để nâng cao cái đời sống của người dân, đặc biệt là những cái hoạt động, những cái tuyên truyền nhằm cho bà con dần dần thích ứng với môi trường của đô thị.
Giữa phồn hoa của phố xá, hồn người, hồn quê, tâm linh, phong tục của làng biển Sơn Trà vẫn đang tiến diễn cùng nhịp sống đô thị của quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng hôm nay nói chung. Những giá trị đó sẽ được thể hiện trong tập tiếp theo của bộ phim này. Thời điểm này,